là một cái clip khá là đặc biệt, bởi vì mình sẽ không bắt các bạn phải ngồi đây nói chuyện với mình kiểu xuyên suốt từ đầu video đến cuối video. Video nào mình cũng sẽ xuất hiện ở cái góc này và ở trong cái phòng này với cái rèm này và với chồng sách đằng sau ấy. Hiện tại thì mọi người có thể quen với cả hình ảnh mà suốt ngày mình đi bơi, xong rồi là mình chia sẻ về câu lạc bộ bơi của mình và mình chia sẻ về những cái giải bơi mà mình đã từng tham gia cùng với Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây, đây, rất nhiều hình ảnh mình chụp với cả câu lạc bộ, với cả tuyển bơi và với anh em bạn bè mình ở trong tuyển bơi. Thì có thể hình ảnh mình trong mắt mọi người sẽ là một đứa rất là thích bơi và rất là thích những cái môn thể thao dưới nước. Thật ra thì đúng là như vậy. Tuy nhiên thì hiện tại thì như mọi người cũng đã biết rồi là mình đã đến cái thời điểm mà ra trường rồi. Và khi mà mình ra trường xong thì mình sẽ không còn có cái đặc quyền là tham gia những cái cuộc thi bơi nữa. Vì thế đây cũng là một trong những cái lý do mà mình đã phải cân nhắc, suy nghĩ xem là mình sẽ chuyển sang một cái bộ môn nào đấy mới, một bộ môn nào đấy tiếp theo để mình có thể tập. Bởi vì mình là một đứa khá là năng động và mình không chịu được cái cảm giác là mình không tập gì mọi người ạ. Năm nay thì mình vẫn được đi thi bơi, mình sẽ thi bơi nốt cái mùa giải năm nay. Và đây cũng sẽ là cái mùa giải cuối cùng của mình. Nhưng mà mình đã rất là bâng khuâng rồi và mình đã nghĩ đến là tiếp sau cái môn bơi này thì mình sẽ tập môn gì tiếp theo. Dĩ nhiên là mình không bỏ hẳn bơi rồi, nhưng mà mình sẽ tập với một cái cường độ giảm hẳn đi so với những cái năm vừa rồi là mình phải tập để mình thi ạ. Thì sau cùng, sau khi mà nghiên cứu chán chê, mình còn tìm đến cả bộ môn đấu kiếm, mình còn tìm đến rất là nhiều môn, nói chung là cả yoga, xong rồi kiểu bla bla bla, rất là nhiều môn, mình còn nghĩ đến cả tập gym cơ. Thì sau cùng mình đã không chọn ba cái mà mình vừa kể trên, mà mình đã chọn cái điểm đến cuộc đời mình là bộ môn Muay Thái. Bạn thì sẽ nghĩ rằng là khi mà chúng ta chọn một cái bộ môn thể thao mà chúng ta theo đuổi thì không nhất thiết phải cân nhắc nhiều như vậy. Tuy nhiên thì dưới quan điểm của mình thì mình sẽ phải cân nhắc rất là nhiều thứ. Cái yếu tố đầu tiên là mình có thích nó hay không, mình có thật sự thích và mình có thật sự muốn gắn kết với cái bộ môn đó hay không. Thì với cái tiêu chuẩn này thì mình đã loại yoga từ cái gạch đầu dòng đầu tiên. Tại vì là mình cảm thấy tính cách của mình không phù hợp với cả cái sự nhẹ nhàng của yoga. Và mặc dù là cái bộ môn yoga này nhá, yoga rất là hay, mẹ mình rất là thích, kiểu gần như là khoảng 90% phụ nữ quanh mình đều gạ mình đi tập yoga ấy, nhưng mà mình vẫn cảm thấy không phù hợp khi mà mình tập thử. Và mình mặc dù là nó rất là tốt cho sức khỏe, kiểu nó giúp mình chuyển hơn rồi tập trung hơn rồi các thứ, nhưng mình không thể chịu đựng được 1 tiếng 30 phút ở phòng tập môn này. Thế nên là mình đã loại nó. Sau đấy thì mình đã tìm đến cái option thứ hai là yes, fencing, đấu kiếm. Thì đây là một bộ môn khá là hay ho và mình đã biết đến nó qua một cái bộ phim yêu thích của mình là tuổi 25, tuổi 21. Thì cái lúc mà mình xem phim tuổi 25, tuổi 21 thì cũng đã một thời gian lâu lâu rồi. Và lúc mà xem phim thì mình đã có cái ý định là mình muốn thử. Và sau đấy thì mình đã tìm hiểu về cái bộ môn này. Và mình thấy là môn này cũng rất là hay, kiểu cũng là đối kháng, năng động, phù hợp với tính cách của mình. Cho đến khi mình biết được giá tập của nó là khoảng... một buổi tập thử, mình nhớ không nhầm cái chỗ mình tìm là khoảng 500.000 một buổi. Và mình thấy là cái chi phí này nó quá là cao so với mình. Cái bộ môn này nó phù hợp với mình, nhưng cái chi phí thì nó lại không phù hợp cho lắm. Thế nên là mình đã loại tiếp cái đấu kiếm ra khỏi danh sách. Và bộ môn sau cùng mà mình cho vào danh sách, đấy là bộ môn Muay Thái. Thì mình đã cân nhắc khá là lâu, tại vì là Muay Thái là một cái môn đối kháng, võ đối kháng rất là nặng và khá là ít con gái theo đuổi cái bộ môn này. Thì mình cũng đã cân nhắc và sau cùng thì mình vẫn chọn nó, tại vì nó đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn của mình. Một là chi phí tập phù hợp với cả thu nhập của mình, cái thứ hai là nó phù hợp với cả tính cách của mình, là mình rất là năng động và mình thích kiểu những cái môn gì đấy nó phải mạnh mẽ một chút chứ nó không thể nào uyển chuyển chậm rãi. Và cái thứ ba là mình cũng đã từng có nền tảng đi tập rồi, trước đây thì mình có tập tán thủ và mình tập taekwondo, thì mình thấy bộ môn này đáp ứng được tất cả các tiêu chí của mình, nên là cuối cùng mình đã lựa chọn Muay Thái. Dù là bây giờ thì cũng khá là bình đẳng giới rồi, tuy nhiên thì cái vấn đề mà con gái đi tập võ, hay là cụ thể hơn là con gái đi tập những cái môn đối kháng, mang tính đối kháng khá là nặng như kiểu Muay Thái, thì vẫn gặp rất là nhiều rào cản. Bởi vì là nhiều người thì cho rằng con gái không nên tập võ, không nên tập võ nói chung nha, còn Muay Thái thì nó là một phạm trù khác luôn ấy. Con gái thì không nên tập võ, tại vì là sẽ kiểu con gái tập võ để đánh chồng, con gái tập võ để kiểu đánh người, xong con gái tập võ để kiểu
gì ấy. Nói chung là có rất là nhiều cái mác gắn cho con gái khi mà đi tập võ, là các bạn đi tập võ để đánh người yêu, đánh chồng, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chưa kể đến thì nhiều người cho rằng là con gái tập võ là mất đi cái sự nữ tính của người ta, hay là con gái mà đi tập võ thì kiểu chân tay to trông rất là sợ, rất là đô con trông sợ luôn nha. Hay là có những cái quan điểm cho rằng là con gái đi tập võ thì sẽ không để làm gì cả, mà thay vì cái thời gian dành để đi đánh đá đấm nhau ở phòng tập thì có thể học một cái gì đấy nữ tính hơn, như là đi cắm hoa chẳng hạn, rồi đi nấu ăn, học nấu ăn, học cắm hoa, học nữ công gia chánh đấy. Mình thì khá là may mắn đã được tiếp cận với những cái luồng tư tưởng một chiều này từ hồi cấp 2, khi mà mình mới học taekwondo là môn võ đầu tiên mà mình theo đuổi. Thì mình lúc đó thì mình cũng khá là trông chênh, bởi vì hồi đấy bé mà, hồi đấy mới có 12, 13 tuổi, và mình đã từng nghĩ rằng là có khi thế thật, con gái thì không nên tham gia, không nên theo đuổi những cái môn mà sinh ra là không dành cho con gái. Nhưng mà mình trông chênh vậy thôi nha, nhưng mà tính mình ngang các bạn ạ, mình vẫn đi tập như bình thường. Xong rồi đến năm lớp 10 thì mình lại đi tập tiếp tán thủ, và lúc này thì những cái luồng tư tưởng nó vẫn đến với mình, mà tại sao con gái lại đi tập cái này, tại sao con gái lại đi tập cái kia. Lúc đó thì mình đã không còn quan tâm nữa, và mình chưa bao giờ mình có ý định là sẽ lấy những cái kỹ thuật đánh nhau, đấm nhau, luyện tập mà mình học được để mình đi đánh một ai ngoài đời cả. Mình chưa bao giờ có cái tư tưởng đấy cả. Và mình cũng thấy rằng là cái việc tập luyện của mình nó không ảnh hưởng gì đến cái sự nữ tính của mình cả. Mình vẫn rất là quan tâm đến vấn đề skin care, mình vẫn rất là quan tâm đến những cái mà một người con gái bình thường vẫn quan tâm. Vậy nên là cái việc tập võ mình không tin nhá, mình không tin rằng cái việc tập luyện này nó ảnh hưởng đến cái sự nữ tính của một người. Và như mình đã chia sẻ ở đầu video rồi đó, nếu như bạn là một người cũng giống như mình, cũng rất là năng động mà thích những cái môn đối kháng, nhưng mà bạn lại bị ép đi theo những cái môn như kiểu là nấu ăn phải đứng nấu này, xong rồi là đi cắm hoa, những cái môn mà bạn không thích thì bạn sẽ không có theo đuổi được lâu đâu. Và lúc đó thì chỉ vừa tốn thời gian mà lại còn tốn tiền thôi, thì tại sao ngay từ đầu các bạn không theo đuổi những cái bộ môn mà phù hợp với cả bạn. Ok, và bây giờ sẽ là lúc mà mình dắt các bạn đi ra khỏi nhà mình, đi ra khỏi cái căn phòng quen thuộc của mình để đến phòng tập Muay Thái. Let's go, yeah yeah Thank you.
rằng sau khi mà các bạn xem xong những cái video mà mình đã quay lại trong một cái buổi tập của mình thì các bạn cũng đã hiểu thêm được phần nào là vì sao mình lại lựa chọn cái môn này. Thật ra nhiều người nghĩ là môn này khá là nguy hiểm, và đặc biệt là với con gái, khi mà có những cái bài tập đôi đối kháng với nhau thì sẽ rất là dễ bị ăn chưởng, thâm mắt các thứ. Nhưng mà như mọi người thấy ở đó, khi mà chúng mình tập luyện đối kháng với nhau ở trên lớp thì bọn mình sẽ biết cách kiềm chế lực để không làm ảnh hưởng đến bạn tập. Và khi mà tập dĩ nhiên là kiềm chế lực, nhưng mà vẫn phải có một cái gì đấy nó phải thật một chút để cho bạn tập mình có cái cảm giác để mà còn rèn được cả phản xạ nữa. Nhưng mà các bạn thấy rồi đấy, tất cả mọi thứ đều được giám sát bởi thầy, giám sát bởi anh lớp trưởng, và nó an toàn, tất cả mọi thứ xảy ra đều an toàn. Và khi mà đối kháng thì bọn mình vẫn phải đeo giáp, bọn mình vẫn phải đeo những cái đồ bảo hộ. Vậy nên là cái vấn đề mà nguy hiểm đến sức khỏe thì mình không nghĩ rằng bộ môn này có thể gây một cái ảnh hưởng tiêu cực nào đến sức khỏe của mình cả. Mình nghĩ rằng có 3 lý do chính vì sao con gái nên đi tập võ. Như cái lý do mà con gái không nên đi tập võ thì nhiều lắm. Đấy, như mình chia sẻ ở đầu video rồi đấy, là mất đi sự nữ tính này, xong rồi tập võ về đánh chồng, đánh con, đánh người yêu gì, rất là nhiều lý do con gái không nên đi tập võ. Nhưng mà trong video này thì mình chỉ đúc kết ra 3 lý do vì sao con gái chúng mình nên đi tập võ mà thôi. Vậy nên là nếu như mà các bạn vẫn còn đang phân vân là kiểu mình có nên theo đuổi một cái bộ môn võ thuật đối kháng nào đấy không nhỉ, thì các bạn có thể xem cái phần này để có thêm động lực và lựa chọn nhá. Do đầu tiên mà mình nghĩ rằng con gái chúng mình nên đi tập võ, đấy là để tăng thể lực. Có rất là nhiều môn giúp các bạn tăng thể lực. Thật ra tập thể dục thì môn nào cũng sẽ giúp các bạn tăng thể lực lên thôi. Nhưng mà còn tùy vào bộ môn và tùy vào cái mức độ thể lực mà các bạn, kiểu mức độ mà các bạn tăng lên ấy, thì có thể tập gym, có thể tập tạ, đẩy tạ các thứ, thì những cái môn đấy cũng giúp các bạn tăng thể lực. Nhưng mà cái môn võ này thì mình cảm thấy mình đã từng tập rất là nhiều nhá. Bơi này, taekwondo này, gym thì mình chưa có thử nhiều, tại vì là mình không có đi tập kiểu bài bản ấy. Nhưng mà mình đi tập bơi này, mình đi bơi này, mình đi chạy này, và mình tập cả yoga nữa, thì mình thấy cái môn võ là cái mà giúp mình tăng thể lực kinh khủng nhất. Tất cả các cái bộ phận trên cơ thể mình đều phải hoạt động ấy, thì sau đấy thì mình cảm thấy nó rất là, cái thể lực của mình được cải thiện khá là đáng kể. Và đặc biệt là trong cái thời điểm này, khi mà mình đang chuẩn bị tham gia giải bơi tiếp theo, cũng là giải bơi cuối cùng ạ, thì mình thấy Muay Thái giúp cho mình tăng thể lực. Và cái thể lực này thì không chỉ giúp cho mình bổ trợ cho những cái môn khác mà mình đang tập, nó còn giúp cho mình cảm thấy chủ động hơn và độc lập hơn. Để mình lấy ví dụ cho các bạn, khi mà mình gửi xe á, đầu tiên á, thì cái xe của mình để ở ngoài, nhưng mà khi mà thời gian trôi đi thì cái xe của mình sẽ bị ủn tít vào bên trong, nó bị ủn vào đấy, và cái việc lấy ra rất là khó khăn. Không phải lúc nào cũng có một anh chàng đẹp trai cao 1m8, 6 múi đứng đó dắt xe cho bạn được. Bạn sẽ phải tự dắt cái xe của bạn ra khỏi cái đống xe đó. Vậy thì mình tin rằng đấy là một cái ví dụ gọi là kiểu đơn giản nhất, thể hiện cho bạn thấy rằng cái thể lực của bạn quan trọng như thế nào. Giữa trời nắng nóng 40 độ, bạn phải dắt khoảng chục cái xe ra để lôi được cái xe của bạn ra. Thì mình thấy rằng đấy là một cái kiểu, một cái ý nghĩa rất là thiết thực về việc có sức khỏe, có thể lực ấy. Nên là với mình, việc học võ này sẽ có ý nghĩa rất là nhiều với việc cải thiện sức khỏe và thể lực của các bạn. Đơn thuần đối với bạn, nếu như bạn không phải thi bơi hay thi chạy hay thi bất cứ một cái gì giống mình cả, thì các bạn có thể tự giải quyết những cái vấn đề của các bạn trong cuộc sống. Các bạn có thể chủ động giải quyết những cái vấn đề đấy mà không cần thiết phải kiểu đứng chờ ai cả. Do thứ hai mà mình tin rằng các bạn nữ nên đi tập võ, đấy là cái việc tập võ sẽ giúp cho các bạn tự vệ được, có thể chủ động trong cái việc bảo vệ bản thân các bạn. Trước khi vào cái lý do này thì các bạn có thể để ý là từ đầu đến cuối video mình cứ ngồi nghiêng 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 như này, tại vì là cái con tỏi nó đang ngồi trên đùi của mình, và nó ngồi lệch sang một bên đùi và nó đang ngủ các bạn ạ. Nó đang ngủ rất là say, bây giờ mình chỉ cần lệch lại một cái là nó ngã. Thế nên là mọi người hãy chịu khó chịu đựng cái sự nghiêng ngả của mình nhá. Con gái thì cũng không thể tránh được những cái lúc mà chúng ta đi làm hay là đi chơi về muộn, hay là chúng ta đi chơi ở những cái nơi đông người, và chúng ta ví dụ như chúng ta lên quán pub chúng ta uống rượu hay là uống cocktail, mocktail chẳng hạn, thế chúng ta không thể nào tránh được những cái giây phút như vậy. Và dĩ nhiên rồi, khi mà chúng ta đi về khuya, chúng ta đi chơi, đi làm về khuya, thì mình cũng là con gái mà, và mình cũng đã từng đi như vậy, thì mình cũng sẽ có những cái cảm giác khá là sợ. Mặc dù là tính cách của mình cũng tương tự vậy thôi, nhưng mà khi mà các bạn đi một mình buổi đêm mà đi khoảng 10 cây số nữa mới về đến nhà, thì chắc chắn là các bạn phải thấy sợ rồi đúng không? Các bạn phải kiểu có một cái cảm giác gì đấy. Hay là khi mà mình nhớ là khi mà mình đi leo núi buổi đêm, khi mà mình đi ra ngoài ấy, mình cảm thấy rất là kiểu
Mặc dù mình không phải là một cái đứa kiểu nhát ma hay là không phải là một cái đứa bình thường kiểu sợ bóng tối đâu nha, nhưng mà kiểu buổi đêm rồi đi leo núi xong đi ra ngoài ấy, khi mà tất cả mọi người đều ngủ và mình phải đi ra ngoài đi vệ sinh ấy, kiểu đi ra ngoài một cái xong cái tâm lý của mình rất là sợ, thì cái việc tập võ này sẽ giúp cho các bạn cải thiện cái tâm lý đấy. Các bạn sẽ bớt sợ đi bởi vì các bạn đã nghĩ rằng là à, bản thân mình đã có khả năng để tự vệ rồi, thì cái tâm lý của các bạn sẽ bớt sợ đi. Và trên thực tế thì nó cũng thực sự là giúp cho các bạn tự vệ được đấy, chứ không phải là chỉ giúp cho các bạn cải thiện được tâm lý thôi đâu. Thế là đi tập đi nhá. Thứ ba mà mình tin rằng các bạn nữ nên đi tập võ, đấy là việc tập võ sẽ giúp cho các bạn cải thiện được sự tập trung và cái phản xạ. Khi mà các bạn đi tập ạ, các bạn sẽ phải tham gia vào những cái buổi tập đối kháng. Đó, như kiểu mình vừa chia sẻ là các bạn sẽ phải vào đôi với cả bạn tập. Và chỉ cần các bạn kiểu lơ là, mất tập trung, kiểu nhìn tự dưng có con chim xinh xinh bay qua bấm sát thôi, xong quay ra đã bị ăn đấm rồi. Thế việc mà tập võ sẽ giúp cho các bạn, một là rèn phản xạ nhanh, các bạn sẽ né được, các bạn sẽ tránh được những cái đòn của đối phương. Và sau này trong thực tế thì mình thấy là mình cũng áp dụng được cái đó vào thực tế. Ví dụ như là có một cái gì đấy nó suýt rơi vào chân mình chẳng hạn, thế thì mình phải nhanh mà mình né ra, không nó rơi bép phát vào chân thì khỏi phải bơi. Cái thứ hai là tăng được độ tập trung. Các bạn bắt buộc phải duy trì sự tập trung đối với đối phương, nếu không thì các bạn nhãng đi một cái thôi là các bạn đã bị ăn đấm rồi. Như kiểu ví dụ mà mình bảo là ngắm con chim xanh xanh bay qua ấy, hay là các bạn có thể phản xạ nhanh là người ta chỉ cần giơ như này một cái là các bạn có thể ngay lập tức các bạn né được ra. Đó, thì các bạn nữ ơi, nếu như mà các bạn vẫn còn đang kiểu suy nghĩ đắn đo, thậm chí là nhiều bạn còn từ bỏ, như mình đã từng suýt từ bỏ cái đam mê tham gia vào những cái lớp võ thuật, tham gia vào những cái câu lạc bộ võ thuật chỉ vì những cái lời nói là con gái thì không nên đi tập võ, con gái thì không được tập những cái môn như thế này, thì mình tin rằng là những cái chia sẻ của mình sẽ phần nào truyền cho các bạn động lực để các bạn có thể theo đuổi cái đam mê, theo đuổi cái sở thích của các bạn. Quan điểm cá nhân của mình thì mình chỉ muốn nói rằng là thật ra chẳng có cái bộ môn nào sinh ra là để kiểu dành cho một giới cả. Quan trọng là các bạn có đủ sức khỏe, đủ điều kiện để các bạn theo đuổi và tìm hiểu nó hay không. Bởi vì là khi mà các bạn tham gia khám phá và tập một bộ môn thì không nhất thiết là các bạn phải đi thi đấu, không, các bạn không nhất thiết phải tạo ra thành tựu nào đấy với cái bộ môn đấy cả. Đôi khi đơn giản chỉ là các bạn đi tập, các bạn tìm hiểu về nó và các bạn thấy thích thì các bạn theo đuổi thôi, mà không nhất thiết là các bạn phải đi thi nha, đi tập đi nha. Và hãy nhớ rằng là cái ý nghĩa lớn nhất của việc tập đấy là giúp cho các bạn cải thiện được sức khỏe nha. Quan trọng là chúng mình phải khỏe mạnh thì chúng mình mới làm được nhiều việc. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Tại bye bye mọi người, 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 nhanh bye bye.